Cua đá. Cua đá ở đây cũng ngon phải không? Mà mấy bà bán ở đây tự nhiên cái ngày chủ nhật cái bà bán lên trời dưới đất ghét. Cho hết chưa? Cơ hội mà. Du lịch. Đi coi cái kia. Trời cháo hành quá trời. Cháo hành của chị nở nè. Cái luôn sang đi. Sang. Nè, rồi qua một chút xíu nè. Qua nè, còn nè. Hàng kia của ha. Bóc đi. Bóc đi. Hoang dã. Hoang dã nha. Hoang dã. Bếp lửa lên vừa nướng đồ ngồi bài cát đồ. Con gẹ nữa hả? Con nữa hả? Hôm tôm xong rồi gẹ. Từ từ xem gẹ, gẹ xem tớ. Nó còn có bao nhiêu tôm thôi đó. Nãy nghe Gia Lâm kêu ăn đi mua. Ở cái mặt cái ông này bự cho nên. Nó 350 một ký đó. Lớn. Kéo dài ra xíu này ha. Sang, mày ra đây ngồi luôn chứ mày làm gì đó. Ra ngồi xíu đi rồi ăn cơm rồi đi chơi. Chúc mừng chở bạn gái đi chơi. Làm cái hợp đồng hay cái bữa đó nó bỏ nhau rồi mới quy ra tính tiền như chạy xe ôm biết à. Này, bác ơi, ngồi xích qua bên này, cái chú ngồi kìa. Cái này, bác, qua bên này đi. Được rồi chị, đây đủ rồi. Đủ mà.